Liên quan đến dự thảo chương trình giáo dục phổ thông được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố mới đây, một thay đổi đáng chú ý so với cách dạy và học hiện nay đó là sẽ hướng mạnh hơn vào các phương pháp tích hợp, có nghĩa là một số môn học hiện hành sẽ được nghiên cứu để gộp lại trong dạy và học. Ở cấp trung học cơ sở sẽ có những môn tích hợp mới là môn khoa học tự nhiên được phát triển chủ yếu từ môn vật lý, hóa học và sinh học. Môn khoa học xã hội được phát triển chủ yếu từ môn lịch sử và địa lý. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, những môn học này sẽ giúp học sinh tăng cường khả năng vận dụng kiến thức một cách tổng thể, giải quyết các vấn đề trong học tập cũng như là cuộc sống. Điều này giảm tải thời gian dạy và học khi lượng kiến thức giữa các môn không bị chồng chéo. Với định hướng này thì có thể hiểu nôm na là khoa học tự nhiên sẽ là truyền tải kiến thức của ba môn lý hóa sinh trong cùng một cuốn sách giáo khoa duy nhất. Tuy nhiên điều này chắc chắn sẽ đòi hỏi giáo viên sẽ phải có khả năng dạy ba môn tích hợp. Và từ nay cho đến năm 2018 thì sẽ chỉ còn gần 3 năm để Bộ xây dựng đội ngũ giáo viên giảng dạy theo giáo trình mới này. Ý kiến của nhiều thầy cô giáo là nếu không thực sự cố gắng thì khó mà làm kịp. Gần 20 năm giảng dạy môn sinh học tại trường trung học cơ sở, cô Bùi Thị Thu Nga cũng lo ngại nếu phải dạy thêm bộ môn vật lý thì sẽ phải tìm hiểu lại từ đầu. Và gần 3 năm để chuẩn bị cho những tiết học tích hợp sẽ là không đủ. Ví dụ như mình ngày xưa thi sinh, dạy sinh là mình thi khối B, cho nên cái môn lý thì gần như là không được ôn thi kể cả thời đại học nữa. Với những môn học mới, giáo viên sẽ phải dạy được nhiều môn tích hợp với nhau và gần như 100% giáo viên hiện nay sẽ phải đi đào tạo lại. Đào tạo thầy giáo cũng phải thay đổi cái chương trình đào tạo ở các trường sư phạm để cho thầy lý cũng phải tuy học lý nhưng cũng phải biết những cái kiến thức mà cái lý liên kết với tất cả những cái môn khác. Ở trường sư phạm phải học được 4 năm một chuyên ngành như thế thì ra dạy học sinh vẫn còn kêu. Nếu không tiếp tục quá trình tự học một cách kiên nhẫn và nỗ lực thì dạy một môn đã khó. Tuy nhiên đại diện bộ cho biết sách giáo khoa sẽ được thiết kế theo từng phân môn. Như môn khoa học tự nhiên sẽ có 4 phần, phân môn vật lý, hóa học, sinh học và một số chủ đề tích hợp 3 môn học với nhau. Giáo viên đang dạy môn nào thì có thể phụ trách ngay môn đó mà không cần qua bồi dưỡng. Còn đối với chủ đề tích hợp thì cần phải bồi dưỡng nhiều hơn. Và kiến thức trong các môn tích hợp sẽ không đòi hỏi quá nhiều mà sẽ chỉ dừng lại ở mức cơ bản. Dạy học tích hợp theo cái hướng cao như các nước phát triển thì đúng là giáo viên mình chưa thực hiện được. Do đó khi xây dựng cái chương trình cũng như sau này viết sách giáo khoa, các môn tích hợp thì mình đã phải tính đến cái điều kiện của người viết sách. Thế còn trường sư phạm thì sắp tới các trường đã chuẩn bị để đào tạo ra một cái lứa giáo viên mới có thể một giáo viên dạy được cả cái cuốn sách đó. Hiện tại Bộ đang bắt đầu quá trình biên soạn bộ sách giáo khoa mới và từ nay đến khi áp dụng chương trình giáo dục phổ thông vào năm 2018 sẽ còn nhiều thay đổi so với dự thảo của Bộ công bố.